400. Rồi. Ui, 200 đô được không? 800 đô. À, tôi thấy sẽ giống sắp lẹ. Rồi, ok 500 anh em. Và bây giờ chúng ta đã vào trong một con map đầu tiên rồi đây. Và cái map này mình nghĩ rằng là sẽ có khá là nhiều bạn thích đó. Bởi vì sao? Bởi vì map này là một con map liên quan đến phù thủy đó, mà tôi nghĩ là Sammy thích nhất nè, đúng không? Sammy có nhớ ngày xưa là Phong có cái series gì mà hơi bị nhiều bạn xem không? Bạn gái tôi là phù thủy, nhớ. Trời ơi, bạn gái tôi là phù thủy. Còn một cái nữa là cái gì nữa nè? Trái tim của robot đó. Trời ơi, cái gì mà trái tim của robot? Tôi nói là phù thủy mà, Sammy không nhớ hả? Trời ơi, bạn gái tôi là phù thủy với lại tôi là phù thủy mạnh nhất, đúng không bạn? Trời, có bạn nào nhớ không? Bạn nào nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha. Chứ Sammy là Sammy quên rồi bạn ơi, trời ơi. Đó, ủa mà ông này ông đưa cho mình cái lọ thuốc gì đây nè, để mình lượm thử coi. Đây, tôi uống thử coi. Rồi, Sammy uống thử đi. Cái mặt sao cái lọ thuốc của Sam đang thui vậy? Ủa, trời ơi. Tôi uống là cái gì vậy? Eww. Sammy uống xong rồi Sammy biết thành cái bánh kem rồi kìa. Người bánh kem luôn. Ok, vậy để tôi uống thử coi, tôi uống thử coi tôi sẽ biết thành gì nè. Trời ơi, tôi uống xong rồi, hai cái tay của tôi nó dài thật luôn. Còn tôi là người bánh kem nè, oh my god. Trời ơi, tôi biến thành Luffy rồi sao ơi. Đó, bạn thấy không, nói chung á, nói chung á là bây giờ chúng ta vào trong map này á, chúng ta chỉ cần gọi là uống mấy cái thuốc này vô thôi là chúng ta có thể biến hình được nha các bạn nha. Nhưng mà đặc biệt là, ủa gì, bay được không hả? Wow. Và đặc biệt là chúng ta có thể tự pha chế thuốc được luôn nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình với Sammy sẽ thử vào để làm phù thủy thôi nha các bạn. Ok, rồi vô. Rồi rồi, từ từ, bây giờ là nó có phần là đặt lại người chơi nè. Sammy bấm vô cái đó để biến lại bình thường nè. Đây. Trời ơi, okay. Trời ơi, bà biến lại bình thường cái gì, bà coi giật như vậy, trời ơi. Ủa, trời ơi, bay lên trời luôn, trời. Đây. Trời ơi, gì mà ghê. Rồi ok, đây bên này là cái bình của Phong. Ở có ai quăng lọ thuốc màu đen à, sao tò mò ta, để mình uống thử miếng coi. Wow, mình biết thành cây kem. Cây kem biết phun lửa. Wow. Wow, hay dữ vậy. Ô, cái này có thể bay được Sam ơi. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi, tôi biết thành cây kem, tôi biết phun lửa mà tôi còn có thể bay được nữa bạn. Wow. Trời ơi, định chứ vậy. Ngầu thật sự, ngầu thật sự. Wow, ok. Ê, hèn chi vậy, hết ai cũng muốn làm phù thủy hết trơn, tại phù thủy vui quá bạn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ nè, Phong với Sam cùng nhau quay trở lại cái chỗ mà làm thuốc của mình nè. Đây, của chỗ làm thuốc của Phong bên này. Đây, ở trên bàn á thì hiện tại là Phong chưa có nạp được nhiều Robux các bạn ơi, cho nên là Phong chỉ có mấy cái món đồ như thế này thôi để Phong chế tạo thử nha. Ở bên đây là có cái gì đây? Cái này là nhìn giống cái cây tre quá vậy. Cái này là cái gì vậy? Cây tre đó. Ok, tôi sẽ thử bỏ cây tre này vào trong cái đồ nấu nè. Sau đó tôi bỏ thêm gì nữa ta? Cây tre này với lại cái này cái gì đây? Cái này cái lỗ tai hả? Trời ơi. Lỗ tai của người khổng lồ. Trời ơi, cây tre với lỗ tai của người khổng lồ. Rồi ok, sau khi mình bỏ vào xong thì mình sẽ chế tạo được một lọ thuốc màu trắng. Đó. Cho tôi uống vậy, uống sao vậy? Rồi Sammy ra đây để Phong cho Sammy uống thử nè. Rồi uống đi. Cái này có thật sự là nhìn é là giống sữa quá vậy, chiên sang sữa luôn á. Tôi không biết nữa, bà uống thử đi, tôi thấy nó phát sáng, tôi cũng không nghĩ nó là sữa đâu. Trời ơi, cái tay của Sam nó biến thành cái cánh của con gà hay gì, sao nó uốn éo ghê vậy? Trời ơi, tôi như nữ đô vật vậy đó. Trời ơi, quá trời tên sữa. Ủa, mà sao Sammy uống rồi Phong vẫn uống được nữa nè. À, có nghĩa là cái thuốc này khi uống vô thì nó sẽ cho mình cái hiệu ứng cánh tay. À, ok. Rồi. Ê, hay quá vậy. Bây giờ mình nấu lại một cái khác nha. Bây giờ nãy là mình bỏ cái lỗ tai với lại cái que tre nè. Bây giờ mình sẽ thử bỏ cái bộ não đi. Ồ, cái này cái bộ não nè. Đó, thông minh. Với lại con búp bê. Trời ơi, bỏ bộ não với con búp bê vô hả? Rồi, để coi nấu được cái gì nha. Thích quá vậy. Một lọ thuốc màu hồng. Rồi, Sammy có muốn uống không? Có, tôi thấy màu hồng nhìn cũng có vẻ uy tín á. Uy tín hả? Thôi để tôi uống cho. Ê chết, tôi bấm nhầm nút tôi uống rồi. Ủa? Wow. Uống vô xong là tôi sẽ có cơ bắp. Ủa sao mà thấy bình thường quá ta? Cái này chưa đủ đô rồi không? Chưa đủ đô, vẫn còn bình thường quá bạn ơi. Người ta chế quá trời nè. Trời ơi, nhìn cái này là cái gì đây? Cái này cái móng của con ngựa nè, mình sẽ thử bỏ cái móng con ngựa vô đi. Rồi mình trộn nhiều vô. Bỏ thêm cái ham cái bánh sandwich vô nè. Rồi trộn nhiều vô đúng không? Bỏ thêm cái lỗ tai vô nè. Rồi ok. Ba món luôn. Rồi chúng ta được một lọ thuốc màu vàng. Rồi tôi nghĩ là cái lọ thuốc này tôi sẽ nhường cho Sammy đi. Rồi. Rồi đây nè. Ờ xin uống thử đi. Ê, vậy tính ra là mấy cái lọ thuốc này nó chỉ giúp cho tăng kích thước cơ thể rồi, chứ không được gì hết trơn à. Trời ơi, tại vì thuốc của mình cùi bắp quá. Nè, Sam nhìn nè, người ta mua được quá trời đồ, thấy không? Trời ơi,
có mấy quả bơm đồ kiểu nè, có quả bơm, có con nhện rồi nó nè, trời ơi đã thiệt sự. Ok không sao, không sao, mình không lấy ké được đâu. Lấy bây được, giờ tôi lấy được không? Lấy được à? Nè nhá, bây giờ Sam nhìn tôi nhá, tôi sẽ bỏ một lần hết tất cả những cái đồ này vô luôn nè, con búp bê nè, bỏ cái não vô nè, rồi cái bánh sandwich nè, cho cái lỗ tai vô, rồi cho cái cây này vô, nó biến thành màu gì đây? Hết luôn. Ui nó biến thành một cái chai màu xanh lá cây, trời ơi thấy màu xanh lá cây thì thấy hơi nguy hiểm nha, uống thử nha. Ừ, để tôi uống trước cho, rồi. Ủa? Sao cái tay vậy? Sao cái tay thì bự còn cái chân thì teo lại vậy? Trời ơi, sao nhìn giống như... Rồi xong tôi đứng dậy không được luôn. Sao cái chân tôi nhỏ, tôi đứng dậy không được rồi. Đây, giờ tôi sẽ uống thử cái đồ mà ông hàng xóm cho tôi thử coi. Ông hàng xóm cho tôi ké. Được rồi, coi. Rồi, sao mày uống được vậy không? Ủa? Sao được cái chân vậy? Ai, trời ơi, thuốc giảm rồi, thuốc giảm rồi. Thuốc giảm rồi, trời ơi. Nè, người ta chế quá trời. Nè, ông chế, ông để dưới đất quá trời nè. Tôi lụm thử, tôi uống thử bình nha. Thuốc chạy nhanh, đây, tôi thuốc chạy nhanh. Chạy nhanh chưa? À, thuốc này là thuốc chạy nhanh nè. Ơi nhưng mà Sammy, Sam có robot không? À, tôi có ít à, không có nhiều. Này nè, Sammy vô đây, Sammy mua mấy cái này đi. Sammy mua mấy cái này giúp Phong đi, Phong không có tiền. Trời ơi, nó 400 robot, tôi đâu có tiền đâu. Đâu, có 299 robot à. Tôi có 40 mấy robot à, tôi có tiền. Sao ít quá vậy? Ok, không sao cả. Nếu như mà Sammy không có tiền mua robot thì chúng ta có thể vào trong shop nha các bạn nha. Thì ở đây mình có cái shop nè, thì cái shop này sẽ mua bằng mấy cái kim cương này, nhưng mà kim cương này hơi đắt nha. Có một bạn này là nhận ra mình nè bạn. Bạn này là fan của mình nè bạn. Wow. Trời, nhưng mà bây giờ mình có thể nào xin bạn ấy cho mình qua mình xài ké thuốc được. Ê, Sam ơi, hình như cái bạn fan của mình hồi nãy tôi thấy bạn ấy cũng có mấy cái vật phẩm là có trái bơm kìa. Hay là mình nhờ bạn ấy chế cho mình cái nha. Chế được không? Chế được không? À, hình như là bạn ấy lấy đồ, bạn ấy bỏ trên đây là mình có thể cầm được đồ nè. Trời ơi, mình xin bạn ấy được không? Mình xin bạn ấy được không? Ở đây bạn ấy. Xin thử đi. Ờ, bạn ấy hình như bạn ấy, từ từ để tôi xin thử bạn ấy coi. Từ từ để mình nhắn thử cái coi. Cho anh xin một trái bơm được không? Em ơi. Bạn gì ơi, xin... cho anh xin trái bơm được không em? Rồi. Sao lại phát? Trời, phát đâu phát? Ây à, trời ơi. Có ông nào có sức mạnh lửa đụng vô người tôi cái tôi biến thành lửa rồi. Trời ơi, trời ơi, cái gì đây? Sức mạnh. Ủa em chạy nhanh nha. Trời ơi, nó đổ. Trời ơi, cái lửa nó chạm vô người là bị nổ nữa các bạn. Ê, tự nhiên mình xin cái trái bom đó, xin trái bom cái nổ banh xác luôn á. Trời ơi, người ta tự mình đồ phết các bạn. Trời ơi, hồi nãy bạn này bạn ấy nhìn tôi mẹ bảo là anh Phong cận TV, xong giờ bạn ấy là bảo tôi là phát là sao? Tôi phát thế nào? Ui giời ơi. Bạn này chế ra bình thuốc ngon quá, gì cho xin bình thuốc ra được không? Trời ơi, uống mình thuốc sao bay lên trời kìa. Trời ơi, tiếc quá bạn ơi. Hiện tại bây giờ Phong đã hết tiền mua robot rồi, cho nên là Phong chưa có robot ở đây. Thì nếu như bạn nào muốn thì tập sau á, Phong sẽ nạp vô 800 robot, Phong mua hết tất cả đồ ở đây để Phong gọi là làm thuốc cho bạn coi luôn nha, chế thuốc cho bạn coi nha. Đó, ok, nói chung là map này thì tôi thấy map này khá là hay á, tôi nghĩ tôi sẽ cho map này 10 điểm luôn. Sao mày thấy map này sao? Hay, nhưng mà phải tốn robot này là cũng thôi 8 điểm thôi. 8 điểm là sao? 10 điểm chứ. Ok thôi. Cái này tốn tiền robot. Ok, nói chung là map này 10 điểm nha các bạn nha. Nếu bạn nào muốn mình làm tiếp tục gọi là về cái phù thủy này, các bạn nhớ nhấn like video này nha. Mình sẽ làm tiếp tục về cái phù thủy này nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map tiếp theo nha. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map tiếp theo nha các bạn nha. Thì cái map thứ hai này, sao tôi nhìn cái map này nó hơi quen quen Sam ơi. Map này là ủa gì vậy? Sao đen mà thui màn hình đây? Ồ, nó cho mình một cái ống siêu to khổng lồ luôn kìa. Trời ơi. Nói chung là cái map này là mấy bạn biết dùng để làm gì không? Đây mấy bạn hãy xem nha. Ở chỗ này nè, chúng ta đang có một cái gì ta giống kiểu là trượt băng á Sam. Đó, thì nhiệm vụ chúng ta tới đây nè, thì theo như tôi thấy hình như là mình sẽ phải để mấy cái đồ vật ra. Ví dụ như tôi để cái giường ra nè, đó, mình sẽ ngồi lên cái giường nè. Sammy biết để làm gì không? Làm gì? Mình để cái giường để chuẩn bị mình trượt, Sammy hiểu không? Mình sẽ trượt bằng cái giường này đó. Rồi Sammy cũng thử đi. Đây à, tôi xong rồi nè. Làm sao trượt cái giường xuống nhờ? À đây, trượt cái giường xuống. Đây. Rồi Sammy ngồi lên, Sammy ngồi lên. Rồi bấm nút E, để chạy. Tôi đi trước nha, Hình như cái này là mình trượt xuống càng xa mình sẽ được càng nhiều tiền các bạn ạ. Và sau đó chúng ta sẽ lấy cái tiền đó để nâng cấp. Ok. Có vẻ hay vậy. Để xem ai xuống sót rồi là gì đó. Cuối cùng là nhiều tiền không? Bên dưới cái hầm này có mấy cái cây xương rồng cái kiểu nè. Nó tung xuống cây xương rồng rồi. Ai? Rồi xong. Tôi chuyển hơn rồi. Yeah. Ôi, còn lâu nha, tôi đi xa hơn bà nè. Tôi được bao nhiêu điểm đây? Từ từ để coi tôi với Sam người nào được nhiều điểm hơn nè. Trời ơi, tôi bay dễ sợ các bạn. Trời ơi. Rồi. Wow. Trời ơi, tôi được. Tôi còn sống. Tôi chết queo. Tôi
tôi còn sống. Wow, tôi được 88 tiền, sao mới được nhiêu vậy? Tôi được 107 đô, yeah. Gì ghê vậy? Ok, ok, tiếp. Trời ơi, lần này mình phải hơn sao bạn ơi. 300 đô sẽ mở được cái này là cái gì, cái xe hả? Tôi mở cái xe luôn, ok. Trời ơi, dữ vậy. Để cái xe ra nè, đây tôi ngồi lên cái xe tôi lái cho nó xịn, hiểu không? Rồi, đi sao ơi. Chưa có tiền, tôi chưa có tiền, tôi mới 100 đô à. Rồi, còn tôi là tôi được hơn 100 đô rồi nè. À, ok, đi thôi, let's go. Đi. Nè, ui, trời, rồi xong cái xe nét bét rồi. Cái xe tôi nó tung tung có mấy cái hơi xuống nét bét luôn sao ơi. Rồi xong 125 đô. Trời ơi. Rồi tôi được 125 đô á, Sam được nhiêu? Tôi hả? Tôi đang bay. Wow, bay quá trời. Trời ơi, Sammy bay lâu quá vậy? Sao Sammy bay lâu quá vậy? Tôi được 191 đô rồi. Nhiều nha. Trời ơi, sao lần nào Sammy cũng hơn tôi vậy? Mặc dù Sammy chỉ dùng có cái giường thôi đó mà Sammy hơn tôi luôn á. Tôi mở được cái thuyền rồi. Hay quá vậy. Lần này tôi sẽ chuyển qua tôi mua nguyên cái nhà luôn. Trời ơi, tôi có cái này. Cái nhà nó có cái bồn cầu, mình vô bồn cầu mình ngồi. Ok rồi, trượt nha. Đi thuyền. Cày quá bạn ơi, không hiểu sao tiện tôi lại thua Sam nữa. Lần này tôi nhất định tôi phải thắng Sam nha các bạn. Ok rồi. Ổng dùng đồ VIP mà ổng thua tôi các bạn, thấy chưa? Xui thôi. Đây nè, lần này là Phong thắng Sam này cái chắc rồi. Cái nhà luôn mà. Xoay. Đó bạn thấy không? Cái nhà của tôi á nó bể nhẹ lắm bạn, bể ít lắm, nó không bể nhiều. Ấy. Nó rồi xong luôn, tôi còn đúng mỗi cái bồn cầu. Rồi xong cái bồn cầu văng luôn rồi. Đây, tôi 100 đô. Trăm đô hả, tôi được nhiêu? Trời ơi, tôi được 95 đô. Vẫn thua Sam là sao? Cái gì quá, trời ơi. Tôi vẫn dùng đồ cũ là đụng cái thuyền thôi. Lần này tôi sẽ thử bắt trước Sam đi. Tôi dùng mỗi cái thuyền thôi cho nó bé đi. Chứ dùng bằng cái nhà to quá, thấy tàn té không à. Tàn thua không à. Ok, làm lại lần nữa nha. Lần này mà thua Sam nữa tôi nghỉ game luôn. Ủa chơi nữa. Nhiều lúc núp vậy là nhiều lúc là kiếm được nhiều tiền mà. Trời ơi, Sammy gọi là dùng đồ gọi là người ta đồ miễn phí, đồ rẻ mà sao mạnh quá vậy? Đồ gầm gỡm không các bạn? Rồi ok, không sao, vẫn còn giữ lại được cái thuyền là được rồi, chưa bị văng ra khỏi thuyền. Rồi xong, bị văng luôn rồi. Rồi xong, còn đúng cái ghế. Ây da, rồi xong, xúc cái ghế luôn. Rồi, nhiêu tiền. Tôi được 109, tôi được 109. Rồi, tôi nghĩ tôi đi quá à, mấy bạn ơi. Chết rồi. Sammy được nhiêu tiền? Trăm lẻ mấy, 120. Trời ơi. 122, wow. Trời ơi, cái game này nó thiên vị Sammy vậy bạn ơi. Sao tôi chơi tôi được ít xỉn vậy? Thôi, tôi không chơi game này, tôi cho game này được 3 điểm thôi. Gì vậy? Trời ơi, tôi mua được cái xe luôn đấy không? Tôi lĩnh không? Trời ơi. Cái gì sự thôi, để tôi đi chung với Sam coi xem sao nè. Rồi tôi ngồi kế Sam nè. Rồi đi. Sammy nãy giờ Sammy may mắn dữ ta. Thần may mắn luôn, gọi tên tôi, gọi tên Sammy à. Cay thiệt chứ. Rồi để coi tôi đi chung với ông mà tôi xui là do ông nha. Ủa gì liên quan gì tôi bà nội? Ông là ông thần xui xẻo. Rồi đi thử. Rồi. 5 đô, 6 đô, 7 đô, 12 đô. Trời ơi, cái xe lật luôn, trời ơi. Ôi, xe lật. Ui, xoay. Ui, nét bét cái xe rồi. Ui, không, cái xe vẫn còn trụ được. Trời ghê vậy, sao cái xe Sammy văng ra ngoài luôn. Sammy văng ra ngoài, tôi còn sống. Rồi, tôi... Wow, tôi qua mắt 2 luôn rồi, Tôi chưa qua mắt 2. Trời ơi, vậy là ông thấy ông sự may mắn của tôi thấy không? Ông thấy sự may mắn của tôi chưa? Wow, trời ơi, 170 đô rồi. 180 đô. Ghê vậy hả? 200 đô luôn rồi, trời ơi. What the hell, cái gì vậy? Tại sao mà cái xe của Sam nó mạnh như vậy? Thấy tôi đỉnh không? Sức mạnh của tôi đó. Trời ơi là trời, các bạn ơi, sao mà tôi dùng đến ngôi nhà luôn mà tôi cũng không được. Mà Sammy được dùng có một cái xe, Sammy được 200 điểm, gì ghê vậy trời. Ok, không, Sam, Phong có nhiều tiền nữa nè, bây giờ để Phong mua thử cái xịn sò xíu coi. Đâu, để tôi dùng sự may mắn của tôi. Tôi thấy có cái này không? 700 nè, cái thuyền to nè, lên đây. Đâu, rồi, ok. Nguyên cái thuyền to luôn, lên đây. Ngồi đâu vậy? Rồi, Sammy chui đây với Phong nè, chui đây. Rồi, ok. Rồi, đi nha, ok, để coi rồi, tôi với Sammy đang ở dưới này nè. Rồi, xong bị dưới cái thuyền kia rồi. Để Sammy dưới thuyền người ta bự quá vậy. Cái này là con chim đại bàng, trời ơi. Các bạn chim đại bàng ơi, bạn tránh ra giúp mình cái. Trời ơi, nó bay luôn kìa. Wow. Các bạn chim đại bàng kêu bay luôn kìa, trời ơi, gì ghê vậy. Ủa, sao tôi tuột ở đây rồi. Ok, còn cái thuyền của tôi sao đây? Hồi nãy cái xe của Sam thôi mà được 200 đô, còn cái thuyền của tôi sao đây? Rồi xong. Ủa, cái thuyền tôi nát rồi. Cái thuyền tôi nát rồi sao ơi, cái thuyền tôi nát rồi. Thôi xong rồi. Ui, tôi cũng qua được đây rồi, Ui. Vậy? 100 đô rồi. Ui, 200 đô được không? Ta
800 đô. Cái gì? 800 đô gì? Tôi dữ quá vậy. 800 đô mấy bạn ơi. What the hell? Cái gì vậy? Tôi được 800 đô Sam ơi. Oh my god, cái gì tôi trời xịn quá vậy, cái gì tôi quá đã. Sao mà Sam mới ngồi lên xe của tôi thôi là xe của tôi xịn quá vậy. Ê mình đi ké xe người ta rồi. Sam. Con mèo bây giờ là tôi chỉ cần thêm ít tiền thôi tôi mua được cái xịn hơn nào. Giờ mình đi thêm lần nữa đi để mình lấy tiền nè. Đi. Tôi đi ké người ta thử coi, tôi đi ké con mèo coi có mạnh không thử coi. Coi con mèo này có xin dí ở nhà dí hình như rồi. Là Sam đi ké người ta là Sam cũng được tiền á. Ờ đúng rồi, đang thử đi ké mèo nè, mèo mây thông minh đáng yêu ghê. Đó. Rồi cái thuyền của tôi đó, chưa cái thuyền của tôi là cái đó. Đó chơi gì yeah. Thấy của mèo trụ mạnh nha, mèo là trụ mạnh nha. Ấy à, trời ơi văng sao á. Ấy à wow. cố lên Phong ơi, cố lên thêm 800 đô đi Phong, thêm 800 đô nữa nha, thêm 800 đô nha. Trời không kịp rồi. Rồi. Không kịp rồi, được có trăm mấy à. Đây tôi hình như qua thấy không mày thấy không? Không có Sammy là tôi xui liền luôn á bạn, không hiểu sao luôn á, không có Sammy là tôi xui liền luôn á. Tôi 200 mấy đô nè, quá đã. Lần này là tôi sẽ mua luôn một cái này là cái đồ chơi gọi là cầu trượt của con nít nè đó. Được. Trời ơi ớt chứ không, cái này là tên lửa mà. Ủa tôi ngồi đâu nữa, tên lửa có cái bồn cầu. Tên lửa cái bồn cầu hả? Rồi ok đây, tên lửa có cái bồn cầu, mình ngồi lên bồn cầu trên tên lửa. Rồi ok, không biết tên lửa nó có bay được như con chim hồi nãy không. Ủa có ông nào mắc ở dưới kia vậy? Có ông nào mắc ở dưới kia vậy? Có ông nào Spiderman đậu ở trên phi thuyền của tôi vậy? Rồi phi thuyền ơi, hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào. Bụng. Chơi gì tôi bị rớt ở dưới rồi thấy không? Không sao, có Sammy vô là may mắn rồi, không sao hết. Được vía, được vía, không sao hết. Vía. Ok. Để coi rồi. Vía của Sammy sẽ giúp Phong được bao nhiêu điểm đây. Qua được ngưỡng 200 điểm thôi. Qua được màn 2 rồi nè. Ui 800 đô. What the hell? Oh my god, sao tôi may quá vậy? Cái gì mà Sammy chơi là tôi sẽ được 800 đô liên tục luôn các bạn. Trời ơi, tôi tự nhiên tôi thấy game này cũng hay các bạn. Tôi nghĩ là game này tôi cho 7 điểm nha. Game này cũng hay á, tôi cho 7 điểm nha. Ủa là sao nữa? Sao nãy nó chê giờ khoe người ta? Đâu có lương lẹo gì đâu. Nói chung là thấy game hay mà đúng không bạn? Ok rồi, chúng ta cùng nhau đến với map tiếp theo nha. Let's go. Rồi, ok 500 anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map tiếp theo nha các bạn nha. Thì cái con map này vừa mới vô thôi là tôi đã thấy thích rồi nè. Trời ơi. Cái gì mà siêu xe nhiều quá vậy? Trời ơi. Ở bên này có cái xe đua ngầu quá nè. Trời ơi, xe màu xanh này hợp với tôi quá nè Sam ơi. Có xe xám này hợp với tôi luôn nè. Trời ơi, sao lẹt luôn. Ôi, cái xe màu xanh bên này sao mà nó ngầu dữ vậy? Thôi bao nhiêu tiền đây? 3 triệu đô hả? Thôi bỏ đi. Không có tiền các bạn ơi. Ở đây thì hiện tại nha, Sammy nhìn nè, ở chỗ này nó có một cái hình chiếc xe nè. Khi mà Sammy bấm vào đó thì nó sẽ tặng cho Sammy những cái chiếc xe ở đây. Thì tôi sẽ thử chọn một chiếc Sam coi nha. Đây tôi thử được tặng miễn phí luôn đó. Đây tôi sẽ chọn chiếc màu đen này. Rồi đó, Sammy chọn chiếc đi. Rồi tôi chọn chiếc này. Đây chiếc của tôi nè. Đâu, chiếc này của tôi mà. Ủa? Chiếc này của tôi chọn... mà. À đây chiếc của tôi đây, tôi mua Sam đó. Sao chiếc của Sam nhìn nó cùi bắp vậy? Cô bắp gì nhìn đẹp chết rồi luôn trời. Bây giờ lên xe nè. Rồi Sam lên xe đi. Thì cái trò này chơi cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Theo như mình tìm hiểu thì mình chạy càng nhanh thì mình sẽ được càng được cộng thêm nhiều tiền vào trong tài khoản, hiểu không? Đó. Đây, càng chạy càng nhiều tiền đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nè, Sammy coi Phong nè, Phong sẽ biểu diễn một cái pha gọi là đỉnh cao. Sam coi nè, Sam thấy cái vòng tròn lốc xoáy ở trước mặt mình không? Đây nè. Thấy. Đó, vòng tròn lốc xoáy nè. Rồi Sammy đứng ở đây nhìn Phong nha, Phong lướt một vòng cho Sam coi nè. Bây giờ trước tiên Phong phải lấy đà trước đã, Phong sẽ chạy thật là nhanh để Phong lấy đà nè. Đó, rồi Phong quẹo lại nè. Rồi, Sammy sẵn sàng chưa? Tôi thấy rồi, tôi đang nhìn. Coi Phong nè. Nè. Biểu diễn cho Sam coi nè. On. Ủa đó. Đó. Ghê không? Ghê không? Đó, trời. Xịn chưa? Rồi. Một vòng luôn. Đó, rồi bay lên trời Sam coi nè, bay lên trời Sam coi nè. Đâu? Ủa ổng đâu vậy ta? Rồi. Ui sập. Rồi ok. Tôi chạy có xíu thôi, tôi kiếm được 500.000 đô rồi nè Sam. Cái gì dữ vậy? Rồi Phong được 500.000 đô, Sam đi chạy thử đi, để Phong vô Phong mua chiếc xe cái đã. Okay. Rồi để tôi thử chạy coi. Là càng chạy càng nhiều tiếng bạn. Nguyên vòng luôn. Chơi dính như Spider-Man vậy trời. Rồi lật xe rồi. Sao chưa gì lật xe rồi? Không biết, tự nhiên lật xe. Sao phải lật xe mà lật cái xe sao? Đó, đây cái xe này bao nhiêu đây? Xe này là 2 triệu đô. Đây nè, ở chỗ này chúng ta có thể mua thêm xe nè. Để tôi xem coi, ở đây là mình có thể sơn màu xe nè. Ồ, trời ơi, ngầu.
Nhưng mà mình chưa đủ tiền mua xe, sao mình sơn màu xe được ta, mình phải mua cái xe trước đã. Bây giờ hiện tại mình đang có 500.000 đô, bạn mình nghĩ là mình sẽ mua chiếc xe 500.000 đô luôn. Đấy. Trời ơi, chiếc mua này xe một... chiếc này đẹp quá. Được được, tôi mua chiếc này. Wow, mua hàng luôn. Ôi trời ơi Sam ơi, một chiếc Lamborghini màu xanh. Ngầu chưa, ngầu chưa? Nghe tôi cũng có chiếc xe tôi mua 1 đô luôn á. Đâu, ủa xe, xe gì mua 1 đô là sao? Ủa đâu rồi, cái xe tôi mua 1 đô đâu rồi? Không biết nữa, mất rồi. Kỳ vậy? Ủa, mới xịt sơn đó 1 đô, mất tiêu rồi. Ôi. Thôi Sam đi cùi bắp quá à. Sam ơi, coi Phong nè. Được, Sam lên xe ngồi chung với Phong được không nhờ? Ngồi được không? Để tôi... Sam mày thử coi. Không, không cho, người ta không cho. Thôi được. Đây rồi, để Phong thử test cái xe của Phong cho các bạn coi nha. Phong sẽ test thử cái xe của Phong, tốc độ nó cho các bạn coi nha. Phong kiếm cho nào đó, Phong đùa phát cho các bạn coi nha. Tôi đi chung với, đâu ông nào bên này hả? Sammy đâu, Sammy đâu? Tôi đang, đây em đúng không? Nhìn cái xe của Sam mới cùi bắp vậy Sam. Rồi bây giờ nè, Sammy ở qua đây, Phong với Sam sẽ thử đua với nhau một vòng coi coi ai xịn hơn nè. Đây đây. Trời ơi ông. Bây giờ mình sẽ đứng vô cái vòng tròn này. Bây giờ nè, Sam Phong với Sam sẽ lái hồi xong rồi mình sẽ chạy vô vòng tròn nữa, mình chạy một vòng tròn luôn, hiểu không? Ok. Rồi ok, bây giờ Phong sẽ lấy, Phong sẽ chạy xe để Phong tăng tốc tới trước nè. Sammy cũng lo chạy đi nha. Rồi. Giờ mình đi đến đâu là đích vậy? Chạy vòng tròn thôi là được. Chạy vòng tròn thôi để coi mình chạy được bao nhiêu vòng rồi, để Phong thể hiện trước này nha. Ok, Phong thể hiện trước nè. Rồi, một vòng, thấy một vòng là ok nè, thấy một vòng được rồi nè. À, trời xe tôi là chạy ngược luôn nha. Quế công nào chặn đường vậy? Trời, đừng có chặn đường tôi. Rồi, hai vòng nè, Phong đi được hai vòng nè, sao ơi. Yeah. Rồi hai vòng. Ồ, rồi thôi, Phong nghĩ là Phong tầm 3 vòng thôi là Phong thua, là thắng xa mà cái chắc rồi đó, 3 vòng nè. Ủa trời, xe nào cũng giống nhau thôi, làm thì ghê, làm như xe ông là xịn hơn xe tôi. Thì có không đâu, bây giờ thử tới lực xe Sam đi. Xe Sam này rồi, Phong xong rồi đó. Rồi tôi nè, tôi đây nha. Rồi lên. Rồi xe Sam nè. Ui tôi thấy xe Sam chạy phía trước kìa. Rồi. Chưa té. Tiếp đi. Hay quá Sam ơi. Hay quá. Hay quá. Wow, tôi thấy Sam đang bám cái tường kìa bạn. Wow. Một vòng đúng không? Ngầu. Một vòng chứ. Rồi một vòng đó, hay quá. Rồi vòng nữa. Hai vòng. À tôi thấy sao giống sắp lẹ. Ôi da. Tôi thấy cái Sam, cái xe của Sam nó rơi trên trời xuống. Trời ơi, lật luôn rồi. Lật xe luôn. Wow, đây, xe tôi lật lại được kìa chưa. Thôi, Sammy thua Phong rồi, Sammy được có 2 vòng thôi à. Thôi rồi, xuống xe đi, ok. Được rồi bạn ơi. Vậy là mình nghĩ rằng là cái map này á, theo như mình thấy nha, là chơi cũng khá là vui, nhưng mà nó cũng không có cái gì đó gọi là đặc sắc lắm, đặc cũng không sắc có lắm, gì gọi là hấp dẫn lắm. Nên là mình nghĩ là mình sẽ cho map này tầm 3 điểm, 5 đi, 5, tầm 5 điểm thôi. Map này trung bình thôi, chơi bạn là thích đua xe ở đây thì vui, còn mấy bạn nào thấy bình thường thì thôi. Rồi ok, nói chung là ngày hôm nay thì mình với Sammy đã review được 3 map mà mình thấy khá là hay trên Roblox. Thì mấy bạn nào muốn chơi thử thì có thể lướt xuống phần comment nha, mình sẽ để tên của 3 map bên dưới phần comment cho các bạn nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Ok, tạm biệt.